Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xem qua một trong những thiết bị biến hình mà cá nhân tôi thấy có khá nhiều điều thú vị. Đó chính là chiếc Mega U-Loader. Vâng, Loader chứ không phải là Loader như nhiều bạn tưởng. Của Kamen Rider Necrom, đến từ bộ phim Kamen Rider Ghost. Hoặc là Ghost, trời ạ, phát âm. Thứ sao thì đây là cái hộp của nó, khá là đơn giản, xong khá là thu hút đối với tôi. Chúng ta có hình ảnh của Kamen Rider Necrom ở đây, cùng với hình ảnh sản phẩm. Mặt trên chúng ta có hình ảnh của hai dạng còn lại của Necrom, cùng với quảng cáo chiếc icon đi cùng. Mặt bên này chúng ta có hình ảnh của hai dạng còn lại của Necrom. Một điều khá thú vị là sản phẩm này không hề đi cùng hai icon đó, xong họ vẫn quảng cáo như thật. Thấy một sự lừa đảo nhẹ nhẹ. Mặt dưới chúng ta có hình ảnh của sản phẩm. Khá là thích thiết kế hộp gọn gàng và đẹp như này. Sau chúng ta có vài thông tin về sản phẩm. Vậy thì hãy cùng mang chiếc thiết bị này ra và xem liệu nó có thực sự đáng mua hay không. Và đây là tất cả những gì chúng ta có được sau khi lấy ra khỏi hộp. Đầu tiên chúng ta có hai cái dây để luồn qua thiết bị này. Cá nhân tôi thấy thì dây cái này nó khá là ngắn. Thế nên là với bạn nào tay to như tay của tôi thì sẽ khá là đau đớn khi mà dùng cái dây này. Mặc dù vậy thì mấy cái họa tiết cũng khá là đẹp. Cùng với đó, chúng ta có một chiếc icon bởi đây là Kamen Rider Ghost mà phải không? Về mặt thiết kế khá là thú vị. Chúng ta có một cái nét gì đó cơ học, tại vì đây là đồ nhân tạo. Nếu bạn ấn vào đây thì bạn sẽ có vài âm thanh cơ bản. Thì đó là vài âm thanh để khi mà sử dụng với cái thiết bị này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc U-Loader. Cái nhân thấy thì ý tưởng nó khá là hay. Tuy vậy thì thiết kế lại khá là lạ. Nó khá là to và cồng kềnh. Xong chúng ta cũng có số họa tiết khá là đẹp. Và bạn vẫn có thể nhìn vào đây và bạn có thể tưởng tượng ra được một cái máy nhỏ mắt. Tôi cho là như vậy. Nó sẽ xoay được như các bạn thấy. Và đây là nơi bạn luồn hai cái dây qua. Và chúng ta có một vài phần nhựa trong suốt cũng khá là đẹp. Và nếu bạn để ý kỹ bạn thấy được hình ảnh của logo của Ghost ở đây, hơi khó nhìn một chút. Thì đó là thiết kế của thứ này. Về phần âm thanh của thiết bị này, thì đầu tiên bạn sẽ phải bật cái nút công tắc ở đây lên. Chúng ta sẽ có... đây có một cái đèn led ở đây khá là đẹp và âm thanh của thiết bị này gợi cảm giác như là một cái tàu ngầm vậy, cũng không biết vì sao nữa nhưng mà khá thú vị. Vậy để bắt đầu biến hình là trong phim bạn sẽ ấn cái nút này để nó... thật sự tôi cực kỳ thích cái giọng này. Tôi ước mà tôi có thể đổi mất tất cả mọi thứ để có được cái giọng như này. Vậy thì bạn sẽ gắn icon vào và bắt đầu quá trình biến hình. Xong bạn sẽ ấn vào đây, thật mạnh. Bạn sẽ có cái đèn led đây, sáng lên. Bạn sẽ ấn vào đây để tạo âm thanh. Vậy thì sau khi bạn ấn đây chúng ta sẽ có âm thanh kiểu giò nước và bắt đầu nhạc biến hình. Thì thực sự hiệu ứng ánh sáng này rất là đẹp. Tuy nhiên thì có lẽ ánh sáng của tôi nó quá lớn nên là không phản ánh được độ đẹp của ánh sáng này. Thực sự tôi thích ánh sáng của thiết bị này. Vậy thì để kích hoạt đòn tuyệt chiêu tuyệt kỹ các kiểu, bạn sẽ ấn vào đây một lần nữa và nếu cần thì bạn có thể cho này lên, nhưng mà cũng là không phải là bắt buộc. Và nếu như bạn ấn nút này một lần nữa thì nó sẽ vòng lại cái tuyệt chiêu kích sát từ đầu. Vậy thì bạn tháo ra rất đơn giản, bạn chỉ rút nó ra đây. Vậy thì nếu như bạn mua cái thiết bị này không thì đây là toàn bộ âm thanh mà bạn có. Ngoài ra nếu như mà bạn trong thiết bị này mà không hề có icon nào
bạn cho một cái icon mà của các camera reader khác như là God hoặc là Spectre, và thì bạn ấn nút này nó sẽ có một âm thanh duy nhất, đó là và đó là âm thanh khi mà không dùng vào icon nào hoặc là các icon thông thường. Vậy thì đấy, nếu như bạn chỉ mua như này thì đó toàn bộ những gì bạn có. Tuy nhiên thì với những người review như tôi thì không thể nào thiếu những chiếc icon còn lại của Necrom được. Thì đây là hai chiếc DX icon còn lại, đó là số 15 của đường Tank và số 14 của anh em nhà Grim. Thì có rất nhiều cách để sở hữu hai chiếc icon này. Bạn có thể mua một cái set icon gồm hai icon này và icon Himiko. Thì đó là cách mà tôi làm, là mua một icon của dòng DX. Hoặc nếu bạn muốn tiết kiệm hơn, bạn có thể mua icon của dòng Gashapon hoặc là Candy. Tuy vậy thì cái nên thấy chất lượng và vẻ đẹp cũng không thể nào bằng được cái dòng DX này được. Vậy thì hãy check qua những âm thanh còn lại với những chiếc icon này. Đầu tiên đây là icon của Grim. Về màu sắc khá là đẹp, chúng ta có màu nhựa xanh là cây trong suốt cùng với cái phần kim tuyến đây. Chúng ta có tên chiếc icon ở đây như các bạn đã biết, và đó là vài hình ảnh của chiếc icon này. Vậy thì hãy dùng với thiết bị này nhỉ. Đầu tiên chúng ta sẽ hiển thị số và cho vào đây. Một điều lưu ý là bình thường bạn có thể để như này để kích hoạt âm thanh biến hình, hoặc bạn để như này cũng được, điều đó không hề ảnh hưởng đến âm thanh gì hết. Vậy thì hãy bắt đầu quá trình biến hình nhỉ. Thực sự thì phải nói âm thanh của thiết bị này rất là thú vị. Chúng ta có một đoạn nhạc rất là thần tiên và cùng với âm thanh là Fighting Band, là bút chiến. Và để kích hoạt đòn tất sát. Và đó là âm thanh của chiếc Grim Icon. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc icon còn lại, đó là đường Tank. Và đây chính là chiếc icon mà tôi thích nhất, bởi vì nó gắn liền với tuổi thơ của tất cả chúng ta, phải không? Và nếu như mà bạn muốn đi xin linh một cách chuyên nghiệp thì bạn nên dùng chiếc icon này. Vậy thì về màu sắc thì nó mang một màu trắng khá là đẹp, cùng vẫn với các kim tuyến ở các bên này. Bên trên chúng ta có số 15 và dòng chữ Sanzo. Vậy thì một vài hình ảnh của cái icon này khá thú vị. Vậy thì hãy cùng check qua âm thanh của nó nhỉ. Và chúng ta có âm thanh khá là thú vị, khá là tàu khựa, tôi cho là vậy. Ấn vào đây chúng ta sẽ có đòn kích sát. Và đó là toàn bộ âm thanh của chiếc icon này. Và để cho các bạn biết thì đây là, nếu mà nhìn từ trên xuống thì đây là cái icon châm như này, khá là đẹp. Và đó là toàn bộ âm thanh của thiết bị này. Nhận xét nhanh về chiếc Mega Uloader này thì cá nhân tôi thấy nó là một thiết bị nó khá là nhỏ gọn so với những cái motif gần đây, là đa số các camera reader đều dùng ở những cái thắt lưng to đùng, thì việc có một thiết bị đeo tay này thật sự rất là thú vị. Ngoài ra thì tôi rất thích âm thanh của thiết bị này, nghe cái giọng của nó cũng khá là ngầu. Và trong phim thì Kamen Rider Necrom cũng là một nhân vật cũng khá là có nhiều đất liễn và cũng có khá nhiều cái sự thú vị. Ngoài ra thì thiết bị này có dùng những icon mà cá nhân tôi thấy rất là thích, như là đường Tăng hay là Grim vậy.
Vậy thì cá nhân tôi thấy nếu như các bạn là những người mà thích dòng ở Kamen Rider Ghost và thích mua một thứ gì đó mà nó đơn giản và không phải sưu tập cầu kỳ nhiều thì chiếc Mega Eulorder này là một sự lựa chọn khá là hợp lý bởi giá cả cũng không phải là quá tệ. Ngoài ra thì âm thanh và thiết kế cũng như là cái độ linh hoạt của nó cũng khá là tốt. Vậy thì đó là toàn bộ thì tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu quan tâm các bạn có thể check qua một trong những cửa hàng đối tác của tôi bên Sakana Hobby để xem họ có thể có thứ này là tốt cho bạn không. Và đừng quên subscribe channel của tôi nhé. Và nhá, đó tất cả thì tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn trong những lần review tiếp theo.